Những điều kinh hoàng từng xảy ra vào thứ Sáu ngày 13 khiến người bạo gan nhất cũng phải rùng mình. Những sự trùng hợp đến khó tin vào ngày thứ Sáu ngày 13 sẽ khiến cho những người không hề tin vào ma quỷ tâm linh cũng phải sợn gà ốc và cẩn trọng hơn trong ngày này. Từ trước tới nay, trong suy nghĩ của rất nhiều người thì thứ Sáu ngày 13 luôn là một ngày không mấy may mắn. Ngay cả với những người không mê tín hay không tin vào những gì được cho là bí ẩn, thì sau khi đọc những câu chuyện trùng hợp dưới đây cũng sẽ phải sởn gai ốc. 1. Cái chết bị châm biếm nhất trong lịch sử. Vào ngày thứ Sáu ngày 13 tháng 3 năm 1976, một người đàn ông đã bị chết vì bị mái nhà rơi thẳng xuống đầu. Được biết, ông Dash Bishan khi đó là một công nhân. Khi xem lịch và thấy hôm sau là ngày xấu, thì đã cố tình gọi điện thoại để xin nghỉ phép ở nhà một ngày. Cảm thấy rằng có một điều không tốt sẽ xảy ra với mình, nên người đàn ông đã quyết cố thủ, không hề bước chân ra khỏi nhà trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, dường như điều này không thể đủ để ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Người đàn ông vẫn qua đời dù cha đang ngồi trong nhà để tránh nạn. 2. Cái chết của rapper Tupac Shakur. Những người hâm mộ thể loại nhạc hip hop đã trải qua một mất mát cực kỳ lớn vào ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 9 năm 1996, khi rapper Tupac chính thức qua đời trong một bệnh viện ở Las Vegas. Theo các thông tin ghi lại, thì nam ca sĩ này đã chết do bị bắn vào người trong một vụ tai nạn. Tuy nhiên, cho đến tận thời điểm này thì vụ việc này vẫn chưa được điều tra làm rõ. Đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về cái chết của nam ca sĩ này. Thế nhưng cảnh sát vẫn không tìm ra nguyên nhân và động cơ của kẻ đã nổ súng giết chết Tupac. 3. Cái chết của nam diễn viên đóng thế. Diễn viên đóng thế được cho là một nghề rất bấp bênh. Cuộc sống của những diễn viên đóng thế luôn ở trong nguy hiểm và không ai có thể biết họ có bị tai nạn nghề nghiệp mà tử nạn hay không. Cái chết của nam diễn viên đóng thế Sam Beck vào một ngày thứ Sáu ngày 13 cũng là một cái chết bí ẩn khiến cho rất nhiều người tranh cãi trong một thời gian dài. Nam diễn viên đã thực hiện cảnh quay nhảy xuống thác và không bao giờ xuất hiện nữa. Được biết, vào năm 1829, nam diễn viên được mệnh danh là The Yankee Lisper đã thực hiện cảnh quay nhảy từ độ cao gần 40 mét xuống sông Niagara. Màn trình diễn này đã thu hút được hơn 8.000 khán giả tới hiện trường để xem. Tuy nhiên, không một ai thấy được nam diễn viên xuất hiện trở lại sau khi ông nhảy xuống. Có rất nhiều sự đồn đoán xung quanh sự mất tích của Sam và một vài người cho rằng có lẽ sau khi nhảy, người đàn ông đã bị đập đầu vào đá dưới đáy sông và tử vong. 4. Cái chết của Kitty Trinovich. Năm 1964, cũng vào một ngày thứ Sáu ngày 13, cả thế giới đã chấn động với vụ việc Kitty Trinovich bị đánh đập và cưỡng hiếp bởi một kẻ lạ mặt. Điều đáng kinh ngạc là trong suốt 30 phút đồng hồ cô gái bị đánh đập, đã có tới 38 người đi qua nhưng không ai can ngăn hay gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Sau vụ cưỡng hiếp và giết người tàn bạo này, các nhà tâm lý học đã đưa ra thuật ngữ hiệu ứng người ngoài cuộc dùng để chỉ những người, nhóm người luôn tỏ ra thờ ơ và không giúp đỡ người khác trong tình huống khẩn cấp. 5. Tai nạn máy bay. Thế giới đã ghi nhận một số lượng lớn các vụ tai nạn máy bay xảy ra vào những thứ Sáu ngày 13 trong những năm khác nhau. Một trong những vụ việc kinh hoàng đã từng xảy ra chính là vụ rơi máy bay vào tháng 10 năm 1972. Chiếc máy bay này chở theo đội bóng bầu dục Montevideo Unitedstone khởi hành từ Montevideo, Uruguay cho đến Santiago, Chile. Hai tháng sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 14 người còn sống sót và 31 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, dư luận càng bàng hoàng hơn sau khi nghe câu chuyện của những người còn sống kể lại. Sự thật là sau khi chiếc máy bay gặp thảm kịch, những người dù bị thương nhưng vẫn dựa vào nhau để chờ người tới cứu hộ. Họ thậm chí đã phải ăn thịt của những người đã thiệt mạng để tiếp tục sinh tồn trong hoàn cảnh khó khăn tới như vậy. 6. Bão Hola, lịch sử giết chết hàng trăm người. Vào thứ Sáu ngày 13 năm 1970,
cơn bão khủng khiếp Hola kèm theo lốc xoáy đã càn quét qua Bangladesh và cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người. Đây được xem là thứ 6 ngày 13 tồi tệ nhất trong lịch sử của nhân loại tính tới hiện nay. 7. Cung điện Buckingham bị đánh bom và phá hủy. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, quân đội Đức Quốc đã liên tục đánh bom vào thủ đô London của Anh. Nhưng rất may mắn là cung điện Buckingham, biểu tượng quyền lực của Hoàng gia Anh, vẫn được an toàn. Cho tới thứ 6 ngày 13 tây tháng 9 năm 1940, máy bay Đức đã dò và đánh bom chính xác xuống cung điện, gây ra thiệt hại nặng nề cho nước Anh thời điểm đó. 8. Sự cố lật tàu Costa Concordia. Vào thứ 6 ngày 13 tây tháng 1 năm 2012, chiếc du thuyền hiện đại và tiên tiến bậc nhất Costa Concordia xuất phát từ Ý đã đâm phải một tảng đá và bị lật ngay trên bờ biển. Được biết khi đó, chiếc thuyền đang chở theo 4.000 du khách và không ít người đã chết, bị thương sau sự cố thảm khốc này. Đây cũng được xem là một trong những sự kiện xui xẻo nhất trong ngành đường thủy, bởi rất ít khi những chiếc du thuyền hiện đại như Costa Concordia gặp phải sự cố như vậy. 9. Cháy lớn tại Úc khiến hơn 70 người thiệt mạng. Thứ 6 ngày 13 tháng 1 năm 1939, trận cháy rừng diện rộng đã tàn phá khu vực tiểu bang Victoria, Úc và khiến cho 71 người thiệt mạng, 700 ngôi nhà đã biến thành tro bụi. Ngày đó đã được các cư dân nước này gọi với cái tên là Ngày thứ 6 đen tối vì những mất mát mà đám cháy mang lại là quá lớn. 10. Gần ngàn máy tính ở Anh ngưng hoạt động. Vào năm 1989, cả ngàn máy tính ở Anh đã đột ngột dừng hoạt động do bị một loại virus lạ tấn công. Cách giải quyết duy nhất mà các kỹ sư thông tin tìm ra được lúc ấy chính là xóa hết toàn bộ ổ cứng và cài lại máy. Vì vậy mà rất nhiều công ty, cá nhân, cơ quan bị mất toàn bộ các thông tin, số liệu quan trọng vào thứ 6 ngày 13 năm 1989. 11. Động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 1992 ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xảy ra một trận động đất lớn cướp đi sinh mạng của hơn 2.000 người và khiến cho khoảng 50.000 người mất toàn bộ nhà cửa và tài sản. Đây được coi là một thiên tai gây ra thiệt hại nặng nề nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ trong những thập kỷ qua. 12. Tòa nhà lớn ở Thái Lan bỗng sụp đổ hoàn toàn. Royal Plaza Hotel đã từng là niềm tự hào của bất cứ một người dân nào sống tại thành phố Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Thế nhưng chỉ vì một sơ suất nhỏ của kỹ sư đã khiến cho tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn vào thứ 6 ngày 13 tây tháng 8 năm 1993. Do không thể duy trì được trọng lượng khổng lồ của mình, cả khối kiến trúc đồ sộ này đã đổ sập xuống mặt đất chỉ trong vài giây và khiến cho 137 người chết cùng với 227 người khác bị thương. 13. Thị trường chứng khoán tổn thất nhiều tỷ USD. Đây được xem là lần tổn thất cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của thị trường chứng khoán thế giới. Rất nhiều công ty đã vỡ nợ phá sản, thị trường thế giới rơi vào tình trạng ngưng trệ vì lỗ nhiều tỷ USD sau sự kiện khủng hoảng vào năm 1989. Là trùm dầu mỏ của thế giới, Dubai nổi tiếng là nơi sản xuất ra những tỷ phú và đại gia giàu có nhất thế giới với những mốt ăn chơi độc lạ, vô cùng xa xỉ. Không những thế, ăn mày của xứ nhà giàu này cũng bằng một triệu phú ở nước khác khi thu nhập có khi lên đến 55 triệu một ngày. Được biết, mỗi một người ăn xin ở Dubai có thể kiếm trung bình 9.000 dirham, tương đương 55 triệu đồng mỗi ngày. Với những người may mắn, họ có thể kiếm tới 270.000 dirham, tương đương 1,6 tỷ đồng mỗi tháng. Thế nhưng, trong số các người ăn mày này, đa phần không phải công dân của thành phố mà là những khách du lịch và một số người sang công tác ngắn hạn. Trong chiến dịch bắt giữ những người ăn mày, chúng tôi phát hiện ra rằng đại đa số những người ăn xin đều tới Dubai một cách hợp pháp với tấm visa du lịch hoặc công tác có thời hạn 3 tháng. Họ tranh thủ xin được càng nhiều tiền càng tốt trong suốt thời gian lưu trú ở đây, ông Faisal Al-Badiawi, một quan chức địa phương cho hay. Mới đây, cơ quan chức năng tại thành phố Dubai cho biết, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2016, họ đã bắt giữ 59 người ăn mày.
Theo ông Faisal, vào ban ngày, các đối tượng này thường ăn mặc những bộ quần áo rách rưới và đứng xin tiền ở các trung tâm mua sắm, đền thờ hay những nơi nhiều người qua lại. Thế nhưng vào ban đêm, họ lại trở về sống trong các khách sạn 5 sao và hưởng cuộc sống xa hoa không tưởng. Lợi dụng thói quen tín ngưỡng của người đạo Hồi hay bố thí vào tháng 6, các đối tượng ăn xin rầm rộ hoạt động trong thời gian này. Chính quyền Dubai đang thực hiện chiến dịch kéo dài một năm để chống lại vấn đề ăn xin trên đường phố nước này, đặc biệt là gần các nhà thờ và khu mua sắm. Một quan chức cơ quan cảnh sát cho hay, những người ăn xin làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đất nước và ảnh hưởng đến an ninh của thành phố. Sự xuất hiện của người ăn xin ở các nhà thờ hay trung tâm mua sắm hoặc bất cứ khu vực nào cũng không phải là hình ảnh dễ chịu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!